Đồ dầu với này ấy là mẹ em để đây nha. À. Chứ là anh bỏ cho bà mấy viên thuốc này đó. Tôi uống dạ dày đó, uống quanh năm luôn. Dạ, cái này uống là trào ngược dạ dày, uống tốt đó bà. Trong cái phần thuốc này có nghệ đỏ. Dạ, có nghệ đỏ, nghệ sa cừ á. Ừ, thành ra là cũng khoa tử. Thì anh Vũ ở Bạc Liêu. Anh có đặt em trước rồi phải không? Anh đặt... Cho bà lão uống. Chắc anh ghi lộn mà. Dạ. Gãy xương đùi, gãy kính trái, còn dụng cụ kết hợp xương đùi trái, bệnh lý tăng huyết áp, bệnh đái tháo đường, suy thận, phẫu thuật hai khớp háng, bán phần, thì có là mổ thay khớp háng luôn ha. Dạ, coi như là thay một bên thôi. Bán phần. Cái thuốc này huyết áp, tiểu đường là uống được hết. Dạ. Bị suy thận mạng. Bị thận thì uống cũng không sao hết á. Chủ yếu là cái này là bây giờ đang bị nhức. Mà chưa vẫn đang nằm. Là chưa đi được luôn. Dạ. Mới thay dạ, mới thay được bao lâu rồi anh? Cũng cả tháng. Dạ, mà thay rồi mà không đi được mà có viêm nhất gì không? Không có, mình bác sĩ còn đang theo dõi mà. Ý là cái người mình á. Chưa. Dạ. Chưa có đi lại được, nhưng mà người ta cho tập. Tại dạ. Vì còn mới quá, thôi thay nguyên cái... Em hiểu rồi, ý là mình nằm á, lúc mình nằm có bị tê, bị nhức gì không? Là chỉ có mỏi nè. Dạ, mỏi hả? Mỏi. Dạ. Mỏi cổ xương đùi. Không có nhức gì hết. Dạ. Không có đau luôn. Vậy là bây giờ là không có đau nhức gì hết, chứ dạng như là nằm một chỗ thì nó kiểu nó tê, nó mỏi thôi gì. Ừ. Ngồi gì. Chắc phải có tê chứ. Ừ, không có tê. Bà nói không có tê. À. Chỉ có bác sĩ giờ mới có cho co duỗi dò ra. Dạ, giống như mình tập từ từ á, tập từ từ, tại vì cái đó mình thay. Không giống như là chưa có cho cử động mạnh được. Dạ. Cử động mạnh sợ nó chịch để mất công. Dạ. Nếu mà uống không kết quả không chính xác thì dán nó bị gỗ. Ừ. Nếu mà cái này mà chưa uống thì uống tốt thôi, nhưng mà mình kèm, mình uống cái này mình kèm đấy giống như là vật lý trị liệu. Thì đó, đang bác sĩ đang cho để tập từ từ, kiểu mà mốt là tập vật lý trị liệu á, để coi ra coi vô rủi ra vô á. Dạ. Thì cái bây giờ mình, tại mình đang giống như mình đang nằm á, nếu mà đúng á, đang nằm là sẽ làm cho mình bị tê đi nhức. Nhức thì chưa nhức, tại vì mình lúc mình đi á, mình vận động á, là lúc đó là mới bắt đầu nhức. Bác còn đang sử dụng thuốc tây mà. À, đang uống thuốc tây kháng viêm mà. Ừ, đang uống thuốc tây tại uống kháng viêm á. Mới có một tháng mấy ngày thôi. Dạ, đó là đang uống chưa đau là dạng như đang kháng viêm á. Giờ mốt là lúc mà vừa tập vật lý trị liệu á, là lúc đó cũng uống thuốc tây nữa. Tại vì lúc đó là vận động á, là mấy cái chỗ mà thai đó, nó sẽ giống như nó động xung quanh á, là sẽ làm cho mình nhức. Bây giờ tại vì mình không có cử động nhiều nên nó không có nhức. Đúng ra là phải có tê đó. Tại vì mình nằm yên một chỗ nó bị chèn mấy cái mạch máu, chèn ép trên thần kinh mình sẽ làm cho mình tê. Nhưng mà tí vô bà đang sử dụng thuốc tây. Đang sử dụng thuốc tây nhiều. Thuốc tây cho bệnh viện nó cho. Dạ. Không, nếu mà em khuyên chân thành luôn á, mình có điều kiện thì mình cứ ấy, mình cho cái giai đoạn, tại mình ngâm cái này là một tháng mình mới uống được. Mà cái đặc biệt cái chai này em ngâm, nếu mà mình ngâm càng lâu uống càng ấy nữa, ngâm 2 tháng, 3 tháng xong rồi giai đoạn đó, lúc mà bác mà chuẩn bị mà để tập để đi á, thì mình uống cái này vô. À, uống cái này vô để cho mình, em lấy cái bịch nhỏ thêm không? Đây có mấy cái thuốc mà thuốc này thuốc khớp mà để mấy người lớn á. Không, thuốc này tại thấy mấy ông ấy thuốc này bên nước ngoài tặng nên là họ thấy chia người lớn uống. Uống này tốt cho mấy cái khớp nè. Con lấy có gì? Khớp nặng á,
lấy cho ông cụ đó, bà cụ đi uống. Phải cắt ấy nha, má cũng phải cắt cái chai này đến tiếng rưỡi nha, uống nó. Thuốc này là thuốc bổ. Thuốc bổ để thuốc bổ cho mấy cái khớp mình, giống như nó có cái dạng như nó không có khô khớp á. Này tại nhà ở nước ngoài tặng thì con lấy thôi, chứ con không phải là con chuyên buôn bán mấy cái thuốc này. Mấy cái này cũng là người ta tài trợ cho để đến thôi đó. Thôi tặng cho chị chay dầu luôn. Đi có salon bát trong đây luôn nè. Ừ đúng rồi. Má chị là cứ ngày uống viên thôi. Cái này uống ngày thuốc bổ ngày viên. Ông với bà đó uống. Rồi chị cảm ơn nha. Rồi, dạ. Chị sức khỏe. Dạ, chị về khỏe nha. Rồi chị khỏe. Nè chị này nè. Chị này cũng bị tai nạn mà bị thay cái một gắn một cái ống. Cũng bị viêm đó, bây giờ cũng phải lên em nè. Là lâu rồi. Chị nói đi cho mẹ chứ mẹ ở nhà chị cũng ngâm uống phải không? Ở nhà chị tự ngâm uống hết. Chị ngâm hai phần luôn á. Nhưng mà nó cũng bớt thiệt, nhưng mà nó không có hết đúng không? Dạ. Nó cũng bớt 50 chứ không ấy. Rồi giờ là lên chỗ mẹ em mua trên Gò Đen luôn á, là đơn quy á, là lên đó mua luôn á, không đi. Phải là mua Long An đâu. Dạ. Kêu xe rôm đi luôn á. Rồi nghe. Nhưng mà có cái là thôi giờ nhờ em luôn, nhờ tay phục vụ của em ngâm giùm luôn. Dạ. Tốt hơn. Hết tê rồi, hết cứng tay rồi, ngon lành rồi. Dạ, về khỏe nha chị. Rồi chị cảm ơn nha. Dạ. Có gì thì nếu mà hết cái phần thuốc đó mà chưa có hết á thì cứ nhắn tin cho chị gửi lên. Dạ. Nãy chị đưa vậy em. À thuốc nãy thuốc chị mụn. Mụn á. Dạ. Mụn á, tại vì ừ rồi ha. Dạ. Thấy mấy đứa cháu bị mụn. 6 tháng mới hết chứ còn không. Có đứa thì dạ chị gắn một cái khúc inox vô luôn rồi, bị viêm đó, bây giờ bị viêm đó. Rồi đi. Giống như trường hợp mà nếu mà em nói mà thay mình xương cốt mình mà có gắn thay cái gì vô là thế nào cũng bị viêm mà. Nên là chịu khó uống cái này, mốt nó sẽ làm cho mình nhức nhiều lắm. Dạ thôi ông bà đi cứ về khỏe. Cảm ơn. Dạ. Dịnh bà. Đợi ba không có chấn thưa, chấn xuống lộ nè. Rồi đi. Rồi giờ ba về khỏe không? Chuyến sau lên trên con là con mời bà đi chặt tàu dừa. Tự tin lên nha bà. Đây bây giờ là bà ông bà đi, chị Thúy đi về đây, về Tân Trụ. Cái keo này hả? Keo đó 10 lít á. Rồi hôm một lần nữa thì Khánh cũng biết nói gì hơn là cũng kính chúc toàn thể quý khán giả, quý mạnh thường quân, đặc biệt là những người bệnh luôn khỏe, mau hết bệnh. Rồi kính chào ông bà cô bác. Khánh Nguyễn cùng gia đình xin kính chào quý ông bà cô bác anh chị kính mến nha. Bữa nay thì cô chú anh chị xem nè, ở phía sau lưng Phong á là một cái vàng thuốc rất là hoành tráng luôn. Thì báo cho ông bà cô bác một cái tin mừng là bữa nay á là giấy tờ ở bên đây á là bên sở y tế, nhưng mà bên bản quyền về cái bài thuốc ở đây được xác nhận và chứng nhận của chú anh chị. Này cho bà con uống hết bệnh thì mẹ thấy mẹ cũng vui mừng và hạnh phúc. Và cũng mừng cho hai đứa con luôn. Cũng cô bác rồi tới rồi đặt thuốc á, mẹ cũng mừng. Có nhu cầu á thì có thể là điện thoại hoặc là tốt nhất á là nhắn tin cho anh Khánh Nguyễn. Sẵn đây thì anh cũng nói luôn, thì bây giờ đó ông bà cô bác thì tất cả các vấn đề mà bên thuốc mà trị thần kinh tọa, đau nhức xương khớp, về viêm đa khớp, các bệnh về xương khớp á, thì ở nhà thì có một bài thuốc duy nhất thôi, cứ liên hệ số điện thoại của Khánh, thì đặt có gì nhắn tin trực tiếp thì tối đến thì Khánh sẽ trả lời và hỗ trợ tư vấn cho bà con tối đa luôn. Rồi thôi thì Phong Nguyễn cũng xin cảm ơn ông bà cô bác rất là nhiều, và trong chương trình ngày hôm nay thì Phong rất là mong muốn những cô bác bị bệnh thần kinh tọa, đau xương khớp á, thì có thể liên hệ trực tiếp cho gia đình